Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube và Facebook của Hùng Huyền Đông Anh. Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc âm ly rất khủng mà không phải ai ai cũng có cơ hội để sở hữu. Đó là chiếc âm ly Sansui G22000. Đây là chiếc âm ly rất khủng của hãng Sansui. Chiếc âm ly này khủng về cả kích thước lẫn công suất. G22000 có chiều rộng bề mặt là 60cm và chiều sâu là 55cm và nó chia được hai phần. Quý vị và các bạn có thể tách ra làm hai phần và chồng lên nhau rất đẹp. Công suất của chiếc âm ly này lên đến 950W. Vâng, một công suất rất khủng, nó tương đương với một cục đẩy lớn. G22000 chạy điện hay đa cầu, quý vị có thể chạy điện 100 đến 240V. Đây là một trong những chiếc âm ly rất đẹp đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Chiếc âm ly này đẹp xuất sắc, mặt phay nhôm bóng loáng, không hề chảy xước, đèn vu sáng rực rỡ như thành phố về đêm. Tất cả những núm nút tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. G22000 quý vị có thể ghép được với bất kỳ cặp loa nào. Những cặp loa to, khó tính, cần công suất, cặp 22000 tất cả mọi việc sẽ xong xuôi. Hiện nay chiếc âm ly Sansui G22000 nguyên bản và đẹp như mới đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 140 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua chiếc âm ly khủng này, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984285477. Ở phía sau của âm ly G22000 có một chiếc quạt gió. Nhưng chiếc quạt gió này gần như trọn đời nó sẽ không hoạt động. Bởi vì khi nào công suất quá tải rất lớn thì chiếc quạt này mới hoạt động. Ngoài chiếc âm ly Sansui G22000 thì tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh còn có chiếc âm ly Sansui G9000 và G9000DB. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời đến với trung tâm